Đầu nằm đâu, đầu rồi ra vô. Ra chứ. Mọi người ơi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha. Hôm nay gia đình mình, ba mẹ mình muốn đặt một con heo để mà mình quay, để mình cúng nhà đất trước khi ba mẹ mình lên đường sang Mỹ. Rồi ba mẹ muốn cúng một cái rồi sẵn làm heo vậy rồi anh em ở trong nhà ăn luôn. Rủ mấy anh em hàng sớm ở đây, rồi những anh em ở trong nhà mình ở Sài Gòn đến để chơi sẵn, coi như là một cái tiệc chia tay của ba mẹ. Rồi tới ngày là âm thầm lặng lẽ là lên đường thôi. Thì giờ mấy ngày này là không có dám mấy gì hết. Này đặt con heo quay 12 kg. Rồi đi vô đây. Đóng chơi hả? Mọi người, mình đang sắp xếp cái chỗ này lại rồi nè, thấy không? Làm thêm hai mua thêm hai cái máy tính đi mà chốt đơn với lên đơn cho khách hàng cho nó chuyên nghiệp. Mình nghĩ đây là những cái kệ để mình những sản phẩm rồi mình livestream mình bán hàng. Đó. Chào ba cô chú. Rồi. Ở đây thì hôm nay thì chỉ gà rồi tôm rồi heo quay thôi. Đó, đây là heo quay bánh hỏi. Hồi sáng hôm qua anh hỏi quên dắt chắc chút gì lon qua nhà lon đem rau sống. Rau thơm để ăn heo. Lát mua chị lon luôn. Đó, đây. Đây bánh hỏi. Nha, bánh hỏi cho nè. Đó. Dân nấu ăn chuyên nghiệp mà. Bên đây là ba con gà đây nấu ớt hiểm nè mọi người, chặt ướp rồi bây giờ để nấu thôi. À. Rồi đó, đơn giản vậy thôi, ba món. Tôm này thì mình luộc thôi, luộc nước dừa, mua nước dừa xong mình luộc. Đây mọi người, khu mình nay nó xôn xao sôi động lắm. Bên đây là nhà người ta đang chuẩn bị cắt, đang cắt luôn. Tô rồi ấy, trận thợ thầy cũng chưa có nhiều, thì bắt đầu ngày mai mới có thêm 3-4 anh em nữa thì bắt đầu nó dồn dập, bắt đầu xôn xao tình yêu. Rồi. Cúng. Mày không vô luôn hả? Sao xin thắp nhang hả? Chào. Hello mọi người ơi. Rồi ngày hôm qua, hôm nay thì ăn cơm trưa. Hôm qua thì mình đặt heo quay đó mọi người. Hôm nay là mình lấy cái heo quay rồi mình làm xào cải chua, thêm tô canh với con bà khía của mẹ làm để chuẩn bị đi sang Mỹ đó. Thôi hôm nay ăn cơm nói chuyện vì ngày hôm qua mọi người. Này lâu vô dư âm quá đông quá cả nhà nên không có quay tiếp tục được. Đúng rồi, bắt đầu lại thành dư âm cắt ngang chỗ đó rồi. Những gì vậy? Rồi em ơi, gia đình ăn cơm với gia đình mình nha. Rồi gia đình ăn cơm cả nhà cùng với gia đình mình nha. Hôm nay gia đình mình có thêm hai bạn phụ, tổng cộng là 3, năm như là 5. Rồi nó chuẩn bị sẵn sàng hành trang để mà đi vô cuộc để chuẩn bị sẵn để quen việc để ba mẹ mà lên đường cái là mình có cái những bạn phụ mình liền cũng mình cũng nói con mình thôi giờ chọn thêm hai ba cô em nhân viên á vô làm để Ngân có thời gian để chăm nom hai đứa nhỏ. Đúng rồi là Ngân là quản lý vòng ngoài
rồi còn phụ giúp bảo bên trên YouTube nữa hả con, cho nên là rất là nhiều việc, không có ba mẹ ở nhà chứ cũng bị bối rối lắm à, bối rối lắm cái nhà, cho nên là mình cũng bàn với con mình vậy. Thì á sau này nếu không có mình cùng ăn với con ở trong gia đình á thì mình cũng xin mọi người thương yêu gia đình mình, ủng hộ cho hai đứa con mình nha. Bác không có đuổi ta đi nha. Ngon, quay xà cái chua ngon. Ngon quá. Con quay bây giờ làm cái ngon quá hả? Ngon mà. Ngon ghê. Hôm qua mua con 12kg, 320kg, 3.8 mấy. Qua thì nói chung nó cũng đông đúc quá. Đông đúc thì nói chung là cũng không có ai. Sớm không ai bằng sớm đây. Với một hai người chị của mình ở bên ở Gò Vấp luôn, qua chơi. Mình á thì nói chung cái tính mình á cũng hay tin tưởng bề trên lắm cả nhà ơi. Cho nên á có cái gì mình cũng cầu nguyện mình cũng khấn lắm. Nhưng mà mình nghĩ là mình khấn á thì mình phải đứng ra để mình trả cái lễ cho ông bà. Mình phải lo mình trả lễ, mình cúng xong thì mình mới đi được, chứ nếu mà để mình đây sau này con mình nó nghe mình khấn không biết nên cúng mà nó đúng. Ồ, má nè, để ba nói chuyện ba nè. Mấy đứa ồn quá, để ba với ba, để ba nói chuyện nè, lên dẹp lọn má đó tiền. Chia hai bạn là mấy bạn mới vô rồi, nói chung mấy bạn cũng chắc ngại ngùng rồi, thôi mình đang để một vài bạn đó cho mấy bạn ăn riêng. Hôm qua chị Loan cũng cho một cái chua. Cái này chị Loan cho luôn cho hôm qua chị Loan cho con này cải chị Tư gửi lên. Về tính là bữa ăn hôm nay con nước không thấy con bữa làm an toàn, an toàn ngại cái này bất kiểm hơn. Rồi mọi người biết sao không? Còn hai hôm qua thì gửi lên cho quầy chuối với con cá tư tưởng. Bữa anh hai luôn hả? Dạ. Nói chung là nghe ba mẹ mình sắp đi á thì chị em bà con họ rất là vui cho một năm đông việc. Buồn là cái là không có lên chia tay được. Không chia tay được mình cũng không có về nhà bà nội được. Không về nhà mẹ mình được. Đây gì đó con tâm cái số mà bây giờ nó vậy á. Hôm qua dì Tư nói thương ghê. Chị thua luôn. Dì Tư nói ba mới mất rồi, giờ có một đứa em đi xa nữa, thêm một cái chuyện buồn nữa. Chứ đi thì... Đi là người cái vấn đề đó mình buồn. Dạ, đang dịch bệnh về là không có hồi mà không có tụ tập được rồi mình rồi chơi với nhau được bữa hay bữa rồi đó. Khó rồi khó vậy. Con lén ngon lắm hả? Ừ. Cái này có lý nè, cái dưa cải này có lý nè. Chiều con nuôi thêm viên cải nữa. Hôm qua anh đâu có ăn gì đâu. Ai? Em không có ăn cơm. Chứ anh cũng đâu có ăn gì đâu. Trời ơi, tôi nói sáng hơn lặng ăn á. Nó mua đồ ăn sáng mà em còn nói mẹ không có ăn sáng, con mua một chi. Con cải nặng nó mình nói nó vậy. Nhưng mà nhờ cái bữa ăn sáng đó tới chiều anh không ăn gì luôn. Luôn khách tới tối 7-8 giờ là mới nói mẹ ăn mà chưa ăn uống. Tính mình vậy cả nhà ơi, nếu có khách được là mình cứ lu bu tới lui mình không có ăn không được, chứ không phải là biết không có đói bụng á. Con cũng không nhận là được cái là hàng xóm của mình rất yêu thích rất diễn rồi, mọi người cứ đi qua nhà mình là test Covid trước nữa, người đây còn test nữa, mẹ test cũng đang test lại cho mình coi thấy không, đem người test cho mình coi là đang âm tính nè. Rồi đứng vào nhà anh tiền sợ rồi ảnh hưởng tới ba mẹ này, này kia đó, rồi quá đi thích luôn, phải nói cảm ơn quá. Ừ. Nói chung không cái mùa này nó cũng nhạy cảm lắm. Ừ. Nếu như ba mẹ mình gần thì đi rồi mà hả mà lỡ mà những gì đó nó phiền phức trở ngại luôn rồi. Thành không ra đó. Mình là cũng mời sớm, nhưng mà biết sớm mình rất an toàn vì ai cũng đã tiêm được hai mũi thôi. Thì đầu tiên là vậy, là người ta cũng rất là ý thức về vấn đề dịch bệnh. Còn gia đình mình thì những người nào mình biết là
ở nhà là cũng không có tụ tập không thấy được, cũng an toàn, nói chung cũng an toàn, nhưng mà cũng không thể nào nói 100% được. Đó. Vậy cũng xong rồi. Nói chung mày, mình về đây cũng may mắn là trong cái xóm này thì ai cũng sống tốt, sống tình cảm ha. Ừ. Cho nên nó nói cái mình đi vậy cái ai cũng buồn hết á. Ừ. Ai cũng buồn, ai cũng nói trời bác mới về đây vui quá, cái tự nhiên vào bác ở được cái thời gian ngắn rồi bác lo bác đi nữa rồi. Bác buồn nhất là ai không? Cô Văn đây. Dạ. Cô Văn nó nói bây giờ nghe cô chú đi bây giờ con thấu thân rồi. Buồn quá rồi, buồn liền. Chị Vân cũng nâng kiếp, xong rồi xưa giờ có ba giúp đỡ như vậy. Có gì cũng kêu bằng chú, coi như con nhà có gì cũng chạy tới đi lui đi đâu cũng điện thoại cho chú hết. Mà cái tính mình thì mình kiệt tà, mình mau mắn lắm. Ai cần gì giúp gì em cũng thả sẵn sàng liền à. Không có nệ hà công việc vậy đó. Bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ. Rồi ơi, nói anh em đề xuất làm cái cổng là ba mình TikTok lên. Liên kết với các nhà với nhau rồi người Hùng vô đất vô làm cái cổng liền, làm cái camera, nói chung là xong thôi liền anh nặng lẹ. Hồi xưa về đi lâu lắm rồi bà, ai cũng về đi lâu lắm rồi mà không làm được á. Không kết nối với nhau được, không có huy động, không có huy động, không có huy động nên không làm được. Ừ, nói em hôm qua nói nha, ba đi rồi giờ cái chức tổ trưởng giờ đao lại cho ai đây? Nè, nói à, bác Diễn nói cái cổng á là bác trai á là đứng ra huy động làm rồi đi qua bển chừng nào mà về á là nó trước nha để sơn cái cổng lại không. Ok mọi người ơi, thì coi như là bữa cơm ngày hôm nay cũng nhanh gọn lẹ nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video đây, cảm ơn cả nhà và tiếp tục lo những cái công việc sắp tới, những cái chuẩn bị, bất chuẩn bị của mẹ và đồ đạc thế nào mình cũng sẽ làm cái video chia sẻ mọi người, cho mọi người coi cho nó vui ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ video của gia đình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye, xin chào cả nhà.